Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động đoàn viên, thanh niên Gia Lai học tập và làm theo gương Bác, thời gian qua, đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình cụ thể, ý nghĩa, phù hợp với xu hướng tiếp cận của giới trẻ hiện nay. Trong đó, giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng câu chuyện người tốt, việc tốt là một trong những chương trình ý nghĩa. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên ngày càng có sức lan tỏa. Cuối tháng 4 vừa qua, một tin vui đến với anh Trương Nguyên Cang, bí thư đoàn xã Yê Tô, huyện Yagrai, là được lãnh đạo đoàn thanh niên tỉnh đến trao bằng khen của tỉnh đoàn Gia Lai về gương người tốt việc tốt tháng 3 năm 2020. Trong thời gian qua, với cương vị là bí thư đoàn xã, anh đã gương mẫu đi đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Đặc biệt, anh đã kết nối với các mạnh thường quân, tổ chức các chương trình thiện nguyện như Đồng Ấm Áp, Tết Yêu Thương, xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi. Có nhiều mô hình, sự sáng tạo trong kết nạp đoàn viên mới, thay đổi phương thức tuyên truyền về lịch sử đảng, đoàn thông qua các hoạt động. Mình cũng rất là vinh dự được tỉnh đoàn trao tặng bằng khen gương người tốt việc tốt của tháng 3. Thì về bản thân mình thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là tự hào khi là được đoàn cấp trên quan tâm. Và đối với những cái công việc mà mình cùng với tập thể đoàn xã Gia Tô đã triển khai trong thời gian qua, với cái sự quan tâm cũng như là ghi nhận của đoàn cấp trên, thì tôi cũng xin hứa trong thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục cố gắng phát huy những gì mình làm được và cũng có những cái tiếp tục có những cái sáng tạo, sáng kiến trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cũng như là phong trào thanh thiếu nhi của địa bàn xã. Từ đầu năm 2018, tận dụng đặc điểm lan truyền nhanh của các kênh mạng xã hội, những tấm gương người tốt, câu chuyện đẹp được đoàn thanh niên đăng tải để mọi người có thể chia sẻ, bình chọn. Nhờ hiệu ứng tích cực này, nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực đã được phát hiện, biểu dương. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai còn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng bằng khen và quà cho các bạn trẻ đã có hành động, lối sống đẹp và tích cực lan tỏa trong cuộc sống. Huyện đoàn thì đã cụ thể hóa kế hoạch này, đồng thời tổ chức triển khai đến các tổ chức cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc. Và đối với huyện đoàn thì nhận được hưởng ứng tích cực của các đồng chí cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc. Và cụ thể là đối với huyện đoàn đã phát hiện giới thiệu hai gương người tốt cho tỉnh đoàn khen thưởng kịp thời. Và đồng thời đối với huyện đoàn thì cũng đã khen thưởng 3 đồng chí cho đến quý 2 này. Và đồng thời thì huyện đoàn cũng thường xuyên đăng tải giới thiệu những gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, phòng chống Covid cũng như là tham gia an sinh xã hội tại cơ sở. Việc bình chọn, lan tỏa gương người tốt việc tốt của đoàn thanh niên tỉnh Gia Lai trên các trang mạng xã hội được giới trẻ hưởng ứng và được cộng đồng đánh giá ghi nhận. Đây là một cách làm tạo được sức lan tỏa nhanh chóng, giúp giới trẻ Gia Lai dễ dàng tiếp cận và hưởng ứng cuộc vận động học tập theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, giàu tính nhân văn. Đầu năm 2018, thì Ban Thường vụ đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng việc ban hành kế hoạch số 22 về việc tổ chức giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng chuyện gương người tốt việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, và xác định đây là cái nội dung trọng tâm đột phá của đoàn thanh niên để góp phần cụ thể hóa chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh thiếu nhi. Việc tuyên truyền các câu chuyện người tốt việc tốt trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua thì nhằm góp phần tuyên truyền lan tỏa sâu rộng các giá trị tích cực nhân văn đến với cộng đồng xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ. Và nhờ cái hiệu ứng tích cực này thì đã có rất là nhiều tấm gương trên tất cả các lĩnh vực được phát hiện, biểu dương trong thời gian vừa qua.
Tuổi trẻ Gia Lai luôn tự hào vì thời gian qua đã tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đồng thời xem đây là một chương trình xuyên suốt và dài hơi trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Để phong trào tiếp tục đạt kết quả cao, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh nhiều hoạt động hơn nữa, phù hợp với mọi đối tượng thanh niên, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ sống có đam mê, lối sống tích cực và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Ý nghĩa thật sự của việc học và làm theo lời Bác là làm cho mỗi cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên ngày càng tốt hơn về tư tưởng, đạo đức. Vì thế, khi đã thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thì ý thức, trách nhiệm với công việc cũng sẽ tốt hơn.